Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhiều người dân ở xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc bày tỏ bức xúc khi một người dân địa phương là ông Phạm Văn Quý, sinh năm 1974 ở thôn Thuận Sơn cùng xã, thuê máy móc tổ chức bạt núi làm đường lên rừng và khai thác gỗ. Những người tham gia mở đường còn làm lán trại trên núi để sinh hoạt, lao động trong nhiều ngày nhưng vẫn không bị ngăn chặn. Vượt gần 4 km đường rừng cùng người dân địa phương, hơn 30 phút leo núi xuyên qua những tán cây, chúng tôi bắt gặp dấu vết con đường mới mở xẻ dọc triền núi Bái Vàm. Tuyến đường rừng mới mở, lởm chởm đất đá rộng khoảng 3 mét này, kéo dài gần 1 km trên núi, có nguy cơ sạt lở khá cao. Dọc tuyến đường, ngổn ngang những cây gỗ lớn nhỏ bị máy đào bới, vứt bỏ hai bên. Nhiều gốc cây có đường kính hàng chục cm đến khoảng một người ôm đã bị cưa ngang lấy gỗ. Dấu tích chặt phá đốn hạ có cả mới lẫn cũ, có cây vừa bị đốn hạ vẫn còn nhựa chảy ra. Nhiều gốc cây bị xúc lên khỏi mặt đất, lăn lóc xuống triền núi. Ngoài cây xoan và lát được trồng hơn 10 đến 20 năm của gia đình anh Quách Văn Nhường, những cây gỗ lội, gỗ chẩu tự nhiên cũng bị khai thác. Người ta làm qua thì người ta lấy lát hết của tôi rồi. Bây giờ là như các anh em chính quyền là chấm dứt là lấy lại công bằng cho gia đình. Anh Nhường thừa nhận là rừng chưa được giao cho ai một cách chính thống. Nhưng việc ông Quý ngang nhiên cho người và máy móc đến mở đường, lấy đi nhiều cây gỗ lớn ở cánh rừng này là điều không đúng. Tại đoạn đường mở qua khu đất rừng được giao khoán, chăm sóc cho gia đình ông Phạm Văn Phương, trú tại thôn Thuận Sơn, việc khai thác gỗ càng rầm rộ hơn. Trên khu đất này vẫn còn nguyên một lán trại, đây chính là nơi ở của những người mở đường và khai thác gỗ những ngày đầu tháng 3 vừa qua. Ngay sát lán trại, một số gốc cây đường kính khoảng 1 mét vẫn còn nguyên mùn cưa xung quanh. Trước mắt chúng tôi là gốc cây to bị đốn hạ, đang còn rất là nguyên mới, đường kính khoảng gần 1 mét. Và mùn cưa vẫn đang còn tươi mới. Và dưới đây, hàng nghìn mét vuông bị đốn hạ và bị đốn phá. Nhìn những gốc cây bị đốn hạ và chứng kiến việc vận chuyển, nhiều người dân địa phương cho rằng số gỗ được ông Quý khai thác những ngày đầu tháng 3 đến nay đã lên đến hàng chục mét khối. Có mặt tại khu vực nhà ông Quý, những khúc gỗ tập kết nằm ngổn ngang từ đầu ngõ và ở trong sân vườn. Cũng chả biết ai là múc, tự nhiên là ngang nhân múc đường vô cái rừng, khu rừng tự nhiên phòng hộ ở trên đồi Bái Vàm là chặt đốn những cây gỗ to. Ông Quyển luôn khẳng định với chúng tôi, đây là khu rừng phòng hộ. Nhưng theo ông Phạm Đức Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lập, thì đây là khu rừng được chuyển đổi thành rừng sản xuất từ năm 2016, được giao đất cho hai gia đình ông Phương và ông Quyển quản lý. Ở vụ việc này, câu hỏi đặt ra là liệu có ai đã cho phép ông Phạm Văn Quý khai thác gỗ đem bán và sử dụng? Cần làm rõ đất rừng mà ông Quý khai thác có phải thuộc đất rừng tự nhiên không? Việc tự ý mở đường lâm sinh và khai thác gỗ trái phép, mức độ sai phạm đến đâu? Để có câu trả lời thỏa đáng, cần chờ lực lượng chức năng huyện Ngọc Lặc vào cuộc điều tra làm rõ. Báo Thanh Hóa sẽ tiếp tục các thông tin liên quan khi có diễn biến mới.